Tại sao Adbank khai thuế cho Facebook luôn luôn bị lỗi và giải pháp khắc phục như thế nào? Hệ thống thanh toán của Facebook đi qua một cái tài khoản mà Facebook gọi là Payout. Đây chính là điểm mấu chốt quan trọng nhất, là cái ví đựng tiền của Facebook. Cũng tương tự như hồi xưa ấy, khi chúng ta kiếm tiền ở trên YouTube ấy, thì cái ví đựng tiền của YouTube chính là AdSense. Facebook họ rất là khôn. Họ có thể buông lỏng cho bạn ở chỗ này, ở chỗ khác, nhưng mà người ta bắt rất chặt ở ngay cái tài khoản Payout này. Nếu người ta có thể bắt chặt ở chỗ này, xác minh được đúng người đó có phải là người Việt Nam hay không, thì sẽ kiểm soát được vấn đề kiếm tiền, đảm bảo là bạn tuân thủ luật chơi, làm đúng những quy định mà Facebook đề ra. Tương tự như thế, ngày xưa mình kiếm tiền ở trên YouTube thì chúng ta cũng thấy là cái việc xác minh AdSense rất là khó khăn. Các lỗi liên quan đến AdSense, chẳng hạn như lỗi trùng ga này, hoặc là lỗi click tặc này, thì bị Google bắt lỗi và trừng phạt cực kỳ nặng nề. Vì vậy cho nên là khi các bạn Adbank khai thuế thì có hai trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất là nếu bạn Adbank Việt Nam chẳng hạn, page của bạn sẽ hiện lên là đã phê duyệt, nhưng mà ở cái dòng trạng thái kiếm tiền của nó thì nó lại hiện ra là đã đăng ký trước và page của bạn vẫn không thể bật kiếm tiền được. Trường hợp thứ hai là nếu mà bạn tham gia các cái diễn đàn ở trên Facebook, hoặc là các bạn tìm hiểu những cái video hướng dẫn ở trên YouTube ấy, thì các bạn sẽ add những cái thông tin giả, những cái gọi người ta gọi là VIA, tức là những cái admin ngoại, nhưng mà đấy là những cái tài khoản giả. Sau đó các bạn đưa những cái thông tin bank, những thông tin thuế giả vào. Tiếng xe cứu thương các bạn ạ. Các bạn làm theo người ta, add bank thuế giả thường là của các quốc gia như Mỹ này, Ấn Độ này, Thái Lan này, Indo vào, thì một là page của bạn bị tắt kiếm tiền luôn, hoặc hai là nếu mà giả sử mà thành công ấy, thì đến lúc thanh toán vẫn bị hold như thường. Thậm chí có nhiều trường hợp nếu bạn có thông tin bank thật, thuế thật của một người mà bạn biết chẳng hạn, thì do là cái hệ thống kiếm tiền của Facebook nó chưa được hoàn thiện, cho nên là vẫn có thể có lỗi ở những chỗ khác. Và Facebook hiện đang rất là thiếu người, không có support nói tiếng Việt, cho nên là khoản thanh toán của bạn vẫn bị hold như thường. Khi đã hiểu hệ thống kiếm tiền của Facebook như vậy thì chúng ta biết ngay là cái điểm quan trọng nhất để một page của Facebook có thể bật được kiếm tiền là admin của page phải có payout xịn, với thông tin thuế và thông tin bank có thật, thông tin xịn thì mới làm được. Cái này cũng y hệt như ngày xưa khi chúng ta có một thời gian mà kênh YouTube của bạn phải có AdSense nước ngoài, phải kết nối với AdSense của nước ngoài thì mới bật được kiếm tiền vậy. Như nhiều anh chị em fan ruột của Việt Creators đã biết là Henry Phan là hiện đang sinh sống và làm việc tại Canada, là một quốc gia mà đã được Facebook cho phép kiếm tiền. Chính vì vậy, với tư cách cùng là nhà sáng tạo, mình sẽ hỗ trợ cho tất cả các bạn sử dụng Payout của mình, add vào page của bạn để được bật kiếm tiền. Điều kiện duy nhất mà mình đặt ra là tất cả anh chị em chúng ta phải tuân thủ tất cả các cái quy định về bản quyền, tuân thủ những cái chính sách cộng đồng và các cái nguyên tắc thân thiện với nhà quảng cáo của Facebook. Những cái từ ngữ đấy nghe nó có vẻ đao to búa lớn, nhưng mà tóm lại là video của bạn phải là nội dung gốc do chính bạn tự sáng tạo ra. Đồng thời cái nội dung đó phải không được gây hại cho con người, không được gây hại cho thiên nhiên. Thế là được. Khi page đã đủ điều kiện bật kiếm tiền thì bạn hãy liên hệ trực tiếp với mình để mình vào mình bật kiếm tiền cho bạn. Bạn đừng có tự thiết lập bank hay thuế gì cả. Còn đối với những bạn mà đã bị đã add bank, đã add thuế vào và bị lỗi như mình nói ở trên ấy, thì có một tin buồn và một tin vui cho các bạn. Tin buồn cho các bạn là Facebook không cho phép đổi payout, cho nên là những cái page đó của các bạn không thể kiếm tiền được trong thời điểm này. Tuy nhiên cái tin vui là nếu các bạn chịu khó, các bạn tự tin
lập thêm một page mới thì đã mình đảm bảo rằng là chỉ trong vòng một vài tháng, chỉ 4-5 clip thôi thì số view của page mới sẽ lên bằng với page cũ. Thứ nhất là bạn đã có fame rồi, đã có fan rồi, bạn đăng lên người ta sẽ tìm tới, người ta sẽ xem của bạn lên nhanh hơn rất nhiều so với thời bạn chưa có gì trong tay. Thứ hai nữa là Facebook hiện nay có một tính năng cực kỳ lợi hại mà YouTube không có, đó là chính là tính năng đăng chéo. Nếu bạn nào chưa biết đăng chéo là như thế nào, các bạn có thể lên YouTube search chữ đăng chéo và xem người ta hướng dẫn rất cụ thể. Nhưng mà tóm lại mình giải thích ngắn gọn nó như thế này: nếu giả sử như page A của bạn Bật Kiếm Tiền đã bị lỗi nhá, bây giờ bạn làm thêm một page mới là page B, đăng video lên page B có view xong, sau đó bạn có thể lấy video của trên page B này đăng chéo sang page A mà không hề bị bắt là spam như ở bên YouTube. Không phải là cứ lấy đăng lên nha, mà phải sử dụng cái tính năng gọi là đăng chéo. Khi đó mình sẽ tận dụng được độ phủ, độ tương tác của page A, cái page lớn này, để có nhiều view hơn. Và tất cả view sẽ được tính về cho page B. Như vậy thì nó sẽ lên rất là nhanh. Sau khi page B này đủ điều kiện kiếm tiền thì bạn đừng có lặp lại sai lầm cũ, và hãy liên hệ với mình để được Bật Kiếm Tiền. Thông tin có ở trong phần mô tả. Đừng quên lan tỏa tinh thần của Việt Creators chúng ta: tự hào, sáng tạo.